Thôi không sao, bình tĩnh. Dạ thưa cô, con đây, vậy chuyện tư ra làm sao? Có mỗi năm mà nghe hai mệt nhanh ngớp đầu nãy nở đấy. Vậy thì mình thôi phân minh xem ai đang nói thật nói sai. Cắt đôi mỗi người một miếng. Làm sao, tại sao lại là như thế? Thật ra đôi bên đang uống sữa của mình xong đã đưa ra. Càng nhận giờ đừng tranh cãi, hãy coi nhau như người thân. Sữa tôi vẫn hương vị xưa nhưng tên thương hiệu thì nay thay đổi. Cảm ơn đã giúp làm ta. Trăm năm bia đá cũng mòn, đời tuy bất ổn vẫn còn có tôi. Nhạc. Thank you.
sữa Ba Vì chính thống được cấp phép đầu tiên bởi Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì này đã có nhận diện mới với chữ lót màu đỏ, Ba Vì màu xanh.